Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích xuất dự án Revit thành các file AutoCAD. Nội dung bài học xoay quanh việc hướng dẫn các bạn thiết lập tích xuất file AutoCAD để WG. Như các bạn biết rằng, hiện nay chúng ta vẫn sử dụng định dạng AutoCAD rất là nhiều. Và khi các bạn sử dụng Revit thì việc các bạn tích xuất ra từ file Revit thành file AutoCAD vẫn là một cái công việc mà chúng ta thường xuyên phải thực hiện. Bởi vì thực ra thì chúng ta không nên sử dụng Revit để tạo ra những cái bản vẽ quá chi tiết. Ví dụ các chúng ta chỉ sử dụng Revit ở những cái bản vẽ như là tỷ lệ 1/50, 1/25 mà thôi. Còn những cái bản vẽ cần cái mức độ chi tiết cao, cầu kỳ thì chúng ta có thể sử dụng AutoCAD để chúng ta có thể bổ chi tiết kỹ thuật. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tích xuất các bản vẽ AutoCAD thì có thể chuyển sang cho các bên khác nhau, như là các bên về cơ điện, kết cấu hay là các cái bên liên quan tới công trình. Đúng không ạ? Vì CAD vẫn là định dạng phổ biến mà, đúng không? Thì để làm sao chúng ta có thể trích xuất ra thành các bản vẽ CAD được? Thì để tiến hành trích xuất thì các bạn sẽ vào chữ R và các bạn chọn chế độ là Export và chúng ta chọn là CAD Format và các bạn chọn định dạng đây là DWG, được chưa? Rồi, thì ở đây nó sẽ cho phép các bạn thứ nhất là các bạn thiết lập về các cái liên quan đến CAD, bao gồm các bạn muốn nữa là khi chúng ta trích xuất CAD ra ấy, thì các đối tượng vẽ đối tượng trong Revit sẽ được tạo thành các layer CAD nào. Như các bạn chọn là ví dụ dưới này là tường này. Đây tường đây. Tường các bạn muốn là sang CAD thì nó thành cái layer gì, màu gì, được chưa? Hoặc nét cắt thì nó nét cắt như thế nào. Đấy, các bạn có thể thiết lập ở đây. Hoặc là các cái nét hatch, rồi các cái hatch đây này. Đấy. Các nét đứt, nét các nét của view nét đứt hay nét chấm hay là nét liền, bạn thể là vào đây. Hoặc là type font là chữ phông chữ thôi. Color là màu sắc, được chưa? Nói chung ở đây nó sẽ liên quan đến các cái tiêu chuẩn khi chúng ta đưa cái bản vẽ các này sang CAD thôi. Bao gồm chủ yếu là quan tâm các bạn thường quan tâm nhiều đến cái phần layer. Tức là chúng ta muốn là tường trong Revit vẽ bằng nét gì, sang CAD sẽ vẽ thành cái layer CAD gì, hay là cửa sổ thành cái layer CAD gì. Và nó sẽ phân ra là nét thường và nét cắt ở đây. Được chưa? Rồi, ở đây thì mình sẽ không nói quá sâu vì những cái này nó liên quan đến các cái tiêu chuẩn tích xuất, các cái tiêu chuẩn thể hiện rất là chi tiết của các cái bản vẽ chi tiết rồi. Cái này thì cần cái sự chuyên nghiệp cao hơn. Các kiến thức này là khá cao cấp nên mình sẽ không nhắc đến. Bạn trong giai đoạn làm concept thì cũng chưa cần đến cái này đâu. Rồi, sau đấy thì các bạn lựa chọn các cái view mà các bạn muốn export ra thành file CAD. Các bạn có thể chọn Easy Season View này và các bạn có thể check None. Đấy. Ở đây quên mất, các bạn chọn nó là All View and See the Model này. Đấy. Giả sử mình muốn export cái gì các bạn có thể chọn đây. Được chưa? Và các bạn có thể phân với Sheet in Model này hoặc là View in Model, tùy các bạn. Dạ, giả sử mình muốn trích xuất cái bản vẽ mặt bằng này ra với khung tên thì mình sẽ chọn đó là Sheet in Model chẳng hạn. Và mình chọn cái đây là mặt bằng sàn. Dạ. Ok, ở đây chỉ việc chúng ta chọn các cái bản vẽ để trích xuất ra thôi nhé các bạn. Sau đấy thì mình có thể Next. Đấy. Rồi ở đây nó cho phép các bạn đó là đặt tên cho cái file này. Đấy, giả sử mình đặt tên cho nó mặt bằng CAD chẳng hạn. Dạ. Các bạn có thể chọn là định dạng CAD lưu, ví dụ các bạn lưu CAD 7 hay CAD 10 tùy các bạn. Giả sử mình lưu CAD 7 chẳng hạn. Ok chưa? Ở đây thì các bạn chỉ cần cái ô bảng này, các bạn lưu ý cho mình một cái thiết lập duy nhất, đó là cái thiết lập này này. Đó là Export View on Sheet and Link as External Reference. Nếu bạn nào dùng CAD thì chắc hẳn các bạn sẽ biết đến CAD XREF. XREF là nói giải thích như nào nhỉ? Ở đây thì mình sẽ làm cho bạn sẽ hiểu thôi. Đây. Mình đầu tiên là mình sẽ export view on sheet, tích vào nhé, và mình ok. Nó sẽ chạy ra một lát. Ok, mình sẽ vào cái folder của mình. Đây, file CAD của chúng ta đây này. Đấy, thì các bạn thấy nó sẽ trích xuất cho chúng ta thành rất nhiều file CAD. Đấy, mình sẽ bật nó lên nhé. Đây, các bạn thấy này, đây là file CAD chúng ta. View model. Đây là cái mặt bằng của chúng ta.
Đấy, và các bạn thấy hiện tại nó đang gộp lại. Và các bạn thấy này, đây nó có cả khung tên. Thì cái này gọi là cache grep. Cache grep tức là nó sẽ khung tên sẽ là một cái bản vẽ này. Cái mặt bằng này sẽ là một bản vẽ này và nó sẽ gộp nó lại thành trong một cái file cache, nó link lại với nhau, đại khái là như vậy. Và khi các bạn chỉnh sửa thì các bạn phải vào cái file cache xrep để các bạn sửa. Các bạn lưu cho mình. Đây các bạn sẽ vào cái file này này. File này để sửa nhá. Đấy, cái file này các bạn mới sửa được này. Và cái cache xrep này nó có đặc điểm đó là khi các bạn vì nó là liên kết với nhau để tạo ra một cái bản vẽ. Thì các bạn khi các bạn muốn copy file đi thì các bạn phải copy toàn bộ cái đống này đi. Các bạn phải copy toàn bộ cái đống này đi nó mới nhận. Giả sử bây giờ mình giả sử mà mình xóa đi một vài cái. Giả sử này. Mình tắt mấy cái bản vẽ này nhá. À, mình tắt, mình xóa mấy cái này đi nhá, hai cái này đi nhá. Bây giờ mình bật nó lại. Đấy, thì các bạn thấy nó mất đi này. Thấy chưa? Đấy. Được chưa? Nhiều bạn sử dụng lỡ tích vào cái nút tích đấy và các bạn copy file đi, các bạn chỉ copy cái này đi, không copy mấy cái này đi là bật lên nó không thấy gì cả. Thì đây là cái đặc điểm của cache xrep các bạn nhá. Thấy chưa? Cái này thì bạn nào dùng cache thì bạn sẽ hiểu rất là rõ hơn cái này. Còn nếu các bạn muốn không muốn có cái sự lằng nhằng như thế thì các bạn chỉ việc đó là bỏ cái tích này đi. Mình vào export cache format dfg. Next. Ở đây mình bỏ tích này đi. Được chưa? Mặt bằng. Ok. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy nó như này. Đấy. Chúng ta cũng có tương tự. Được chưa? Có đầy đủ. Đấy. Và các bạn thấy này. Đấy, chúng ta có thể chỉnh sửa được. Chúng ta chỉ có một file duy nhất. Thấy không? Một file duy nhất mà thôi. Đấy, rất là tiện. Thì thường thì mình sẽ dùng cách này. Còn nhiều nhiều công ty họ sẽ sử dụng cái xrep chuyên nghiệp thì họ sẽ sử dụng cái cách tích chọn để tạo ra các xrep. Về bản chất thì xrep sẽ chuyên nghiệp hơn. Được chưa? Ở đây các bạn cũng sẽ thấy đó là cái mình nói là cái thiết lập về layer này. Cái ví dụ như tường nhá. Đây, artwork. Các bạn thấy chưa? Thì cái đấy là chính là cái này này. Khi mình nói chúng ta export nó ra. Đấy, cái phần setup này này. Đấy, tường. Đây, đấy, agua. Đấy, màu gì này. Màu 113. Đây là màu 113 đúng không? Đây, màu nó đây. Đấy, đúng không? Màu 113 đúng không các bạn? Thấy chưa? Thì cái này là cái phần thiết lập này là giúp các bạn thiết lập khi chúng ta ra bản vẽ CAD thì nó các cái layer hay các line hay là các hack các text trong Revit nó chuyển sang CAD như thế nào thôi. Thì cái này các bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Và cái này thì chúng ta sẽ chủ yếu là các cái công ty họ có những cái bộ tiêu chuẩn thì họ sẽ mất công làm cái này. Còn thực ra các người dùng Revit thì chúng ta từ khi chúng các bạn làm các leader hoặc các BIM manager thì các bạn mới cần quan tâm thôi. Còn sau này khi các bạn đi làm thì tốt nhất là công ty nên có một cái bộ để các bạn có thể sử dụng luôn. Thì cái này các bạn có thể load một cái tiêu chuẩn vào. Đấy, các bạn có thể load một cái tiêu chuẩn vào. Được chưa? Ok nhá. Thì cái này các bạn không phải an tâm đâu. Các bạn load đây này. Đấy. Về bản chất nó load một file TXT. Giả sử công ty các bạn có một cái bộ tiêu chuẩn. Các bạn chỉ cần load vào đây. Đấy. Cái quan trọng là các bạn có tiêu chuẩn hay không thôi. Được chưa? Cái này thì thường do các leader họ sẽ tạo ra. Ok. Và đây chính là sản phẩm chúng ta. Đấy. Ok chưa? Và các bạn thấy là Revit và CAD tương tác với nhau rất là mạnh mẽ nhé. Bởi vì rõ ràng nó vẫn là một trong cái chuỗi các phần mềm trong cái chuỗi quy trình BIM. Nó không loại bỏ thằng nào cả. Chúng ta không phải chúng ta dùng Revit để chúng ta bỏ hoàn toàn CAD. Mà CAD nó vẫn có một cái chỗ đứng nhất định trong cái quy trình BIM các bạn nhé. Đặc biệt là khi chúng ta mà làm các bản vẽ mà mức độ chi tiết cao mà các bạn không thể để làm được bằng Revit hoặc chưa đủ trình độ làm bằng Revit thì CAD vẫn là một cái giải pháp tối ưu hiện nay. Được chưa? Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì các bạn đã được hướng dẫn và thiết lập trích xuất file AutoCAD DWG từ Revit.
Đây là một cái bài học cũng như một cái kiến thức các bạn cần biết và sau này chắc hẳn các bạn sẽ sử dụng rất nhiều. Bởi vì hiện nay thì việc sử dụng Revit 100% cho dự án vẫn đang khá là hiếm hoi và các doanh nghiệp họ vẫn ưa thích sử dụng CAD và họ có các cái đội CAD chuyên nghiệp từ trước đến nay, và việc sử dụng các đội CAD đấy để tiến hành sản xuất bản vẽ chi tiết nhanh chóng, hiệu quả thì vẫn là một cách khá là hay hiện nay dành cho các doanh nghiệp, được chưa? Và các bạn hãy cố gắng thực hành cái bài này nhé và cố gắng tìm hiểu thêm cái phần thiết lập về cái các bạn trích xuất các bạn nhé. Được chưa? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.